Hello, mình xin chào toàn thể quý anh em gần xa nha anh em. Giờ này là 11 giờ mấy rồi. Thì mình mong anh em thông cảm. Tại vì hôm qua mình làm gói hàng cho anh em và làm đến 10 giờ đêm, gần 11 giờ nó mới xong. Cho nên là mình thật sự rất là không có được sáng dậy, không có được mà thoải mái, không có được mà đủ cái năng lượng để mình truyền đạt đến anh em. Cho nên là mình không có quay clip. Mình chỉ quay clip giao lưu với anh em và bán hàng cho anh em khi nào trong cơ thể của mình cảm thấy vui vẻ, tích cực và năng lượng đó, mình mới phục vụ anh em tốt được. Ok nha. Thì bữa nay mình trước mắt mà anh em mình á, là mình trong video này mình có bán hàng nha. Đây mình có bày phụ tùng ra sẵn và mình cũng có giao lưu với anh em là mình tạm gọi là hai cặp bánh đi. Hai cặp bánh quay thái 110 đời 99 tồn kho, hàng tồn full thùng nha anh em. Hàng này thì nhìn ở khắp thị trường thì hiện tại nó cũng có thể gọi là hàng đẳng cấp nhất thị trường rồi. Đây mình cũng tự tin nói với anh em như vậy, nhìn khắp thị trường thì nó cũng có thể gọi là hàng đẳng cấp rồi. Hiện tại trên thị trường thì bánh 99 tồn thì mình chắc chắn với anh em là nó cực kỳ hiếm, không phải dễ để tìm một cặp. Nhưng mà thật sự rất là tiếc, cái lô hàng này mình về là được tổng cộng là 4-5 cái bánh trước 99 và một bánh sau 99 và một cái bánh đĩa trước 99 full bánh nha. Hàng này là hàng full bánh anh em, chứ không phải là mình ghép lại nha. Hàng full bánh mình khui thùng nè, nó có thùng riêng hết, thùng như thế nào thì mình để nguyên dạng như thế này đó. Video này thì những cái món hàng tồn như bánh 99 tồn là hàng giá trị rất là cao đó. Một cặp bánh mấy chục triệu đó, dành anh em lắp xe sưu tầm trưng bày. Thì mình mong anh em như thế này, trên tinh thần là anh em mình giao lưu vui vẻ, học hỏi chia sẻ kinh nghiệm, anh em có thể không cần nhất thiết là phải mua hàng. Bởi vì những cặp bánh này mình biết khi mình đăng lên là trên tinh thần là anh em mình chia sẻ, mình được tiếp xúc thì mình chia sẻ với quý anh em để anh em có cái nhìn nó thực tế hơn về đồ tồn nó sẽ như thế nào đó. Rồi thì bây giờ mình cũng đi nhanh là cái phần đồ tồn. Thì trước mặt anh em mình là em có ba cái bánh, một cái bánh sau quay 110 thái đời cái 99, một cái bánh trước quay 110 thái đời 99 thắng đùm và một cái bánh trước quay 110 thái đời 99 thắng đĩa. Hàng này là đếm trên đầu ngón tay luôn nha, 99 thắng đĩa nè, đếm trên đầu ngón tay luôn nha anh em. Rồi mình vào chi tiết. Đầu tiên bánh tồn là khi mình mua về là nó không có má, má này là mình má mình ghép vào, má này má 99 tồn ráp xe nè. Má này thị trường tùy người bán, có người bán 5,5 triệu, có người bán 6 triệu, nhưng mà mình ở đây thì mình bán 5,5 triệu. Thì mỗi người mỗi ý ha, cho nên là anh em đừng có so sánh về giá. Đôi có những thời điểm anh em người ta mua cao thì bắt buộc người ta bán cao, đó là chuyện bình thường, tại vì hàng này là hàng không có nhiều đó. Má sau quay thái 110 đời 99 tồn kho chưa xài nha anh em đó. Anh em gắp xe chuẩn chỉ, xe sưu tầm rồi đó thì có thể tham khảo chơi. 9D25B đúng đời 99 ha, chưa xài ha anh em. Rồi tiếp theo nữa, để mình để tạm để đây nha. Bánh sau quay thái 110 đời 99 tồn kho, đếm trên đầu ngón tay luôn nha anh em. Đùm sau quay thái 110 đời 99. Cái đùm sau này giờ anh em kiếm không có đâu, đùm trước anh em kiếm 99 còn chua nữa chứ đừng có đùm sau. Đây đúng 99 đó, ban ngày là mình zoom cho nét cho anh em xem luôn, đúng 99 đó. Đùm sau quay thái 110 99 tồn chưa xài. Hàng này người ta gọi là hàng tồn ráp bánh, hàng những hàng này nó rất là chuẩn. Bởi vì ngày xưa là những head Honda là người ta đã ráp sẵn để dành ráp vào xe quay thái 110, nhưng mà số lượng nó dư ra. À, những Honda Thái Lan người ta ghép một thành một cặp vậy là sẵn là để ráp vào xe để sản xuất xe quay thái 110, nhưng mà người ta sản xuất số lượng nó dư ra thì người ta như thế nào thì người ta mới còn lưu kho lại tới bây giờ. Bên Thái Lan á họ còn rất là nhiều, nhưng mà nhiều khi mình cũng không có thể nào nói trước được đủ thứ chuyện để nói hết á. Đây còn dính bụi dơ nữa, mình chưa có được chùi vệ sinh gì hết á. Mình mua về sao là mình quay lên giao lưu với anh em y như vậy. À, cặp bánh này là niền nó mã LB, bánh sau là niền mã LB, mực chấm sơn ở đây nè,
Siam Goshi 17 x 1.4.4 là B đúp. Chân vòi nó nằm ngược lại đây. Đó. Câm thì bánh này thì câm đẹp tuyệt đối, không lỗi một cây nào. Đấy. Ở phía sau đùm này có đóng đát 99. Đây, ngày 1 tháng 12 năm 99. Đó. Đùm sau này giờ giá rất cao nha anh em, đùm sau này giá rất cao. Cái đùm với cái má không là muốn cái đùm với cái má không là anh em có thể mua được một con xe quen pha mà dạng bèo bèo chạy rồi đó. Cái đùm sau với cái má không là anh em có thể mua được một con anh pha bèo bèo chạy rồi đó. Thì cho nên là mấy cái mặt hàng này thuộc hàng giá trị cao, thì mình trên tinh thần là mình giao lưu với quý anh em. Đó, anh em là có nhu cầu thì alo mình. Giá thì mình chỉ báo mang máng thôi. Đó, cặp bánh đùm này á không trùng mã. Có má trước má sau đầy đủ. 3x lớn ha, 30 mấy triệu ha. Cặp bánh đĩa không trùng mã, có má sau đầy đủ. 30 tròn ha. Báo giá cho anh em luôn để mình không có giấu giếm. Còn cặp bánh đùm này mình báo giá cho anh em luôn nè. Má trước, má sau đầy đủ. Không niền, không trùng mã, mình nói cho anh em nghe luôn. Nhiều anh em có quan điểm, có quan niệm như thế này là trên một chiếc xe quay Thái 110 là niền trước niền sau phải trùng mã. Sai nha, quan niệm đó là sai nha. Mình đã rã từng rất là nhiều xe, kể cả những con xe cọp luôn á, là cái chuyện mà niền trùng mã đó là không nhất thiết nha anh em. Có những xe niền vẫn không trùng mã nha, chứ không phải là lai đâu nha anh em. Có những xe là niền vẫn không trùng mã, đặc biệt là những xe thắng đĩa nha. Xe thắng đĩa thường là niền không trùng mã nhiều nhất. Xe thắng đĩa thường đó nha là niền không trùng mã. Có thắng đùm á, mình thấy đa số thắng đùm thì nó trùng mã thiệt, nhưng mà thắng đĩa thường là niền không trùng mã. Rồi sau này người ta mới chơi 110, người ta mới thích là ghép cho nó trùng mã trước sau đó. Đó là em chia sẻ. Còn chuyện anh em tiếp thu hay là anh em tin hay không tin thì mình có thể tham khảo thêm. Có thể em là chưa có đúng hoàn toàn đâu, còn chia sẻ học hỏi anh em nhiều. Chuẩn chỉ ha. Anh em lưu ý ha, những cặp bánh như thế này thì anh em có nhu cầu mua lẻ đồ thì mình vẫn bán, nhưng mà nói chung mua lẻ thì giá nó căng á, tại vì hàng này mình kiếm không có, cho nên là anh em thông cảm. Bánh sau 99 này cũng có thể gọi là hàng kịch độc ở thời điểm hiện tại rồi nha anh em. Rồi tiếp theo nữa là bánh trước thắng đùm 99. Bánh trước thắng đùm 99 đó, hàng này cũng gọi là siêu độc rồi đó. Tồn ráp xe. Những cặp bánh này á, nó có nhiều khách tồn bên Thái Lan lắm anh em. Hồi xưa quay 110 á, cũng giống như ông bà mình đi mua xe hãng vậy đó, đi mua xe thùng, mua xe hãng vậy đó. Đôi khi không thích bánh căm, cái bắt đầu đưa lại cho hết cái bánh căm, cái bắt đầu đổi với bánh măng, rồi bù tiền nữa chứ không phải không đâu. Đó, có chứ không phải không có đâu, rồi bù tiền nữa. Rồi bắt đầu những cái thứ này nè, theo thời gian á, nó mới thành hàng giá trị, rồi gặp như cái trào đang chơi 110 nữa, nó như vậy đó, đủ thứ. Người ta gọi là tồn ráp xe là như gì? Siam Goshi chữ to này ha, 17 x 1.2.4. 2.4 KBS đó. Bạc đùm là bạc to nè anh em. Bạc 99 thì bạc nó đẹp lắm, không có gì để bàn đâu. Chung là anh em chịu nổi nhiệt độ không thôi đó. Nó dơ gì đó mình chưa có chùi rửa gì chân. Mấy cái này dạng như bụi nó đóng lâu năm ha anh em ha. Nè, chùi cái ra. Bụi nó đóng lâu năm. Nè. Chùi cái là ra nè. Nè, chuẩn 99 luôn. Ngày 10 tháng 10 năm 99. Ngày 1 tháng 10 năm 99, đát nó đóng 99 nè. Làm thấy không? Hàng số 9 nè, thấy không? Đó. Rồi, ok, chưa xài ha, có mỡ bò luôn nè anh em. À, cái bánh này chắc em nghĩ là tồn tháo xe hồi xưa nè. Đó, tồn dạng như tồn tháo xe hồi xưa đó, mấy cửa hàng hết người ta lên đĩa. Khách người ta lên đĩa tháo ra nè, mỡ bò đỏ còn luôn nè, thấy không? Đó. Có đủ thứ chuyện để nói hết trơn á. Đây là cũng là một cái quan một trong những cái bài mà để mình chia sẻ với anh em cho nó đúng đắn về cái quan niệm đồ tồn. Nó như thế nào là đúng đắn, mình phải hiểu để mình chơi nó không có bị lầm. Đó, nhiều anh em nói tôi bị người ta thuốc, tôi nói thẳng với anh em á, thời buổi này rồi. Anh em làm ra tiền có dễ không? Năm nay tôi nói thiệt với anh em, tôi bán không bằng một gốc của năm ngoái. Anh em làm ra tiền có dễ không? Rất là khó. Cho nên là anh em đừng có nói cái chuyện bị người ta thuốc. Anh em bị người ta thuốc là tại vì sao?
Tôi nói anh em buồn tôi chịu, ham rẻ. Thay vì cặp bánh này nè. Đó, mình kêu giá cho anh em là cặp bánh đùm này á, 35 triệu. Mà giờ anh em thấy người ta bán có 5 triệu à, rẻ quá, bánh đùm tồn 99. Anh em đâm đầu vô thì anh em chịu. Chứ nói ai, trên đời này tôi nói thẳng với anh em không có gì mà rẻ mà ngon đâu. Đó, những cái hàng này nó đã có giá sàn hết rồi. Nó đã có giá sàn hết trơn rồi. Đó. Rất là nhiều cái trường hợp mà bị lừa đảo cái tình trạng đó luôn nha anh em. Thấy trên hội này nọ bán rẻ quá trời rẻ. Rồi bắt đầu bị lung lay. Đó, sau mà đồ đẹp quá bán giá thơm mà mình mua được món hời. Xin lỗi anh em tôi nói thẳng luôn. Có cái nịch. Nếu mà có thì không tới lượt của anh em đâu. Còn cái má trước này là má hàng mình lắp ghép nha. Nhưng mà mình đang về một cái má trước tồn đời 99 là có full này luôn nè. Có full bát thắng luôn. Ông anh mình á, ổng bán đồ tồn, mình có chia ổng lại một cái mát trước đời đúng đời quay 1199 là có full bát thắng luôn, tồn ráp xe luôn. Đó. Rồi. Đó. Còn đây nè. Bánh đĩa quay 110 cái đời 99 tồn kho nè, hàng này cũng cực kỳ. Kiếm đâu mà ra nữa giờ. 99 thắng đĩa chỉ xuất hiện ở những con xe đầu cây 3 số 0, 4 số 0 mới có. Câm nè. Có anh em nhìn đi. Đó. Bán đồ tồn là những món đồ này là thuộc dạng hàng tầm cao đó, đẳng cấp á. Siam Gucci 17x1.2.4 IBW bán đẻ trước nha. Đùm nè, chưa xài nè. Bạc thì miễn chê rồi, bạc 99 mà nè, đúng 99 luôn nè. Nè mình đâu có gạt anh em đâu. Đó, mình quay chi video chi tiết thực tế như vậy nó còn chưa thấy gì nữa. Anh em lên hội anh em thấy rẻ quá, anh em dính xương là cái chuyện bình thường. Đây đúng 99 nè. Nè đúng căm tồn không, nhìn vô đây là biết liền nè, thấy không, tồn tồn nhìn biết rồi. Trời ơi, thời buổi này rồi anh em, công nghệ thì công nghệ chứ làm gì có cái chuyện cái màu thời gian là méo, có thằng nào giả được, tôi dám tuyên bố với anh em. Cái màu của thời gian mà sao mà giả được, anh em găm hạ găm héo gì tôi không cần biết, tôi nói thẳng luôn. Đó, đưa đây tôi nhìn cho ra hết trơn, cỡ nào móng ra. Cái cây căm tồn á, em giải thích cho anh em luôn. Riêng cây căm tồn phải không nè, anh em chỉ cần lấy cái tay nè, anh em chấm vô nè, anh em vuốt nó nhám cào à. Anh em găm cỡ nào ra căm nó nhám được vậy, nó nhám cào à. Căm tồn á, vuốt nè, nó nhám cào của tay mình nè. Rồi ok anh em vậy ha, thì cái phần giao lưu bánh 99 này á thì mình sẽ, anh em cần cứ alo cho mình, mình sẽ tư vấn anh em nhiệt tình đó. Còn giá cả thì anh em biết rồi, hàng ngon thì không rẻ, mà hàng rẻ thì không có ngon. Rồi Hiếu, vô Hiếu ơi, vô cái này luôn Hiếu ơi, vô nhà. Tao lấy không gian tao ngồi tao quay clip mấy cái món đồ trên này bán hàng á, giao lưu với anh em tao 13 phút rồi. Lẹ. Một bánh. Hai bánh. Đó. Rồi bánh sau nó cho vô nhà luôn. Tiếp theo nữa đó. Bánh trước mình còn nhiều lắm nha. Bánh trước 99 mình về được đợt này tới 4-5 cặp lắm. Cuộc nay quay thái 110, hàng tồn kho đắp 207. Ý xin lỗi. Cuộc nay, cuộc nay tồn kho đắp 207. Cuộc nay còn quay thái 110 nữa. Cuộc nay tồn kho 207. Cặp này mình quay lại thôi, chứ hổng mình quay lại rồi. Mình quay rồi chưa có anh em nào chốt. Nói chung là còn ế 7,5 triệu. Đắp 207 nha anh em, 01T07 full hợp ha. Anh em chơi mấy cái hàng giá trị cao này chơi full hợp là chắc cú nhất đó. Anh em hỏi mình phục nay nè, anh em hỏi mình có bao ngon không thì mình nói thẳng với anh em luôn, mình không có bao ngon đâu, nhưng mà mình bao mắc tiền đó. Mình không có bao ngon đâu, mình bao mắc tiền anh em. Cặp này 7,5 triệu nha. Nè full hợp đắt 207 đây, anh ta lại lấy đồ đúng không, full hợp 207 anh em. Cặp này anh em nào lấy 7,5 triệu ha, rồi cho qua. Tiếp theo mình có một số phụ tùng quay thái 110 đó, và quay thái 204 nữa.
đầu tiên mình giới thiệu với anh em một cái cùm quay thái 110 lên kim tuyến hết trơn à. Cùm này thì chữ nghĩa nó như tòn luôn. Mình có một cái cùm quay thái 110 theo xe, cùm công tắc ở bên nhan nó bên trái á, quay thái 110 hàng tháo xe. Cùm này mình bán giá là 2 triệu, chữ nghĩa nó như mới, chữ cộm tay nha nè, lưu ý nha, chữ cộm tay nha, chữ là cộm tay nha. Quay thái 110 hàng rã xe, chữ là nguyên zin theo xe nha anh em, chứ không có cái chuyện vẽ lại vớ va vớ vẩn nha. Kể cả nút horn này vẫn là nguyên zin theo xe nha anh em đó, chưa vệ sinh gì cả đó. Hoạt động full chức năng ha anh em, nói chung là hoạt động full chức năng, anh em miễn có chê. Cùm này thì giá là 2 triệu, hàng đẹp thì giá đẹp, ở trong này nó như tồn nè hả. Còn đơn nội hả, để nó đi chút tôi tạo đơn luôn cho, còn có đơn một mà kêu ảnh lấy hết giùm đi nè. Ở trong là mình nói anh em ốc tán rồi, nó như tồn nè anh em thấy không, hàng đẹp giá đẹp ha anh em, 2 triệu nha đó. Chữ nghĩa là nguyên zin theo xe là như mới luôn. Cùm này cùm theo xe nha anh em, lưu ý nha, mình bán mình nói rõ ràng chính xác, nào theo xe báo theo xe nha đó. Rồi dắt của nó anh em nhìn nè, dắt nó là như dắt tồn luôn đó. Rồi ha, cùm này 2 triệu. Tiếp theo nữa là IC với mô bin, mô bin quay thái 110 tháo xe cọp là đi ít xe ô tô thấp đó, anh em ta gọi là xe ô tô thấp đó. Thì một cục mô bin này á, luôn cái tẩu uri đẹp á, thì mình bán anh em giá 1 triệu một cục đó. Cái tẩu nó đen thui, phé gài còn anh em 1 triệu một cục nha. IC này thì 6 trợ IC đẹp á, thì mình bán anh em 550 thôi. CI723 T1.2 KFL chữ to đùng nè, 550 nghe. Xe này đẹp. Rồi 550.000. Hai món 1,5 triệu. Tiếp. Cần giò đập máy với cần số là combo này, combo VIP cho anh em vô xe cọp ha. Cây cần số thì 1,5 triệu, cây giò đập máy thì 800. Cây cần số 99. Tháo xe bao đỉnh nha anh em. Cây này thì anh em khỏi chê, gai góc miễn bàn đi, đẹp. Bao lên xe, đầu tròn còn tròn quay ha, thun theo xe là còn đẹp can đó, thun là theo xe là còn đẹp luôn nha anh em. Xi rất đẹp nha, ốc số 8 đẹp luôn. Rồi trời mưa luôn rồi, tranh thủ xi bao can á. Cây này giá 1,5 triệu nha anh em. Cây giò đập, cây giò đập máy này tháo xe mà em nói anh em như tồn luôn. Cây giò đập máy này hàng tháo xe mà nó như tồn luôn nha, nó còn cái độ bóng anh em coi nè, như tồn luôn nha anh em. Phé gài trên chưa xét luôn. Cây giò đập máy này nó như tồn luôn á. Mã 4K nha. Ốc nè. Đó, anh em nhìn tới nấy không? Rồi, tiền nào của nấy nha anh em, 800.000. Cần số giò đập máy tính anh em 2,2 triệu. Hai món, nếu anh em lấy hai món 2,2 triệu, lấy lẻ cần số 99 1,5 triệu, lấy lẻ giò đập máy là 800. Gác chân dài quay thái 110. Cặp này nói chung là ở hạng là tầm đẹp rồi đó, chứ không phải màu bèo đâu nha. Cây bên này là keo dữ lắm, dữ nè, cây bên bô á, keo cực kỳ dữ. À, giờ này anh em tao mới qua lấy hàng nè anh em thấy không đó. Chưa hết đâu, lấy có khoảng 3 chuyến nữa mới hết. Loại mà hai cái thùng áo nó bành trướng luôn mà. Hết ra ngoài này chưa Hiếu? Chưa nữa hả? Chắc khoảng 2-3 chuyến nữa, qua 3 chuyến nữa mới hết rồi. 3 chuyến nữa mới hết. Hối tiền anh em. Thun đồ rin theo xe hết. Cặp này bán anh em 1,5 triệu thôi. RL lỗ là bao anh em, không có hột gà hột vịt gì hết nha. Thun rin luôn nè, thun rin theo xe luôn á. Rin theo xe luôn. Cửa còn
cây này KFLK-1. Rồi anh em có chơi thì alo qua liền, anh em đem ra ngoài cho. Cặp này giá 1,5 triệu nha. Anh em nào có thiện chí thì cứ hú mình, cặp này giao anh em giá 1,5 triệu, thun rin theo xe hết một cặp luôn, lõi sắt rin theo xe, cây bên này -3 nha, cặp này nó không có trùng mã nha anh em. Rồi 1,5 triệu, cái rổ quay thái 2,4 theo xe cọp nè. Rổ này anh em nào lấy mình bán giá là 1,000,000 nha. Cái rổ này rất là đẹp nha, mình chưa vệ sinh luôn đó nha anh em, tem rin của nó còn luôn nè. Tem này là tem rin theo xe nha, chứ không phải mà tem dán lại nha anh em. Rổ quay thái 2,4 đó theo xe, anh em vô alpha quay thái 100 đời 97 98, rồi quay thái 203 lốc trắng chữ công đó. Mấy anh em chơi quay thái 2,4 đâu có thể nghiên cứu. Rổ này em nói thẳng với em chỉ cần rửa xương xương là em đánh bát một cái thôi là nó bóng ngáo như mới. Cái rổ này nó đẹp hoàn hảo không lỗi nha. Đồ theo xe người ta, anh em nhìn chất lượng không, ở đâu còn dính ốc bắt rổ này luôn trời nè. Cực kỳ đẹp nha anh em, cái rổ này là không rách một miếng lưới nha, không rách không lỗi một miếng lưới nào nha anh em. Ba cái chân của người ta nè, anh em nhìn nó chất lượng không, quay thái 2,4 nha theo xe. Hai cái thanh gọng của người ta bự chà bá nè, anh em nhìn đi, hai thanh gọng nè, nó cứng cáp dữ lắm. Cái rổ theo xe này nó cứng cáp cực kỳ, nó cứng hơn cái rổ quay 110 nhiều. Cái rổ này em bán 1,000,000 nha đó. Bao vip và không có lỗi lầm gì luôn nha anh em, rổ này rất là đẹp không có lỗi lầm gì luôn nha. Lưới là còn đen thui, em chưa rửa gì luôn nha, em nói có sao nó vậy, chưa rửa, nó chưa rửa, em bán 1,000,000 đó. Bao vip cho anh em lên xe, anh em nào đang dọn mấy cái hình 2,4 của alpha nào lên rổ này hết bài không sâu nha. Đây không sâu rồi, anh em muốn vô quay 110 được luôn ha, 1,000,000. Mình có một cái đầu bò quay thái 110 đời 2000 tháo xe cọp nha, đầu này bao im luôn 2,5 triệu, full cam cọ xúc bắp chén móng này đủ lên xe là bữa thôi, có luôn co xăng luôn nha, đời 2000 anh em. Đầu ET5 đây, chân buri là nguyên viên không gian không gì nha, xúc bắp zin nè, FM F6 ha, đã tra xăng thử rồi. Cái chảo của nó đi anh em nghĩ đi, nó đi biết bao lâu luôn mà mới cái đóng khói phớt phớt gì nè. Nè anh em, sớ nhôm zin này chưa cạo nè, nè đó, sớ nhôm zin này chưa có cạo gì nè, nè nè nè, sớ nè thấy không. FM F6 hai ốc cổ bô có luôn, chân bù rong zin đó, cam cò zin, bao đẹp bao em 2,5 triệu nha anh em. Đầu bò này 2,5 triệu nha, nói tiền bố luôn, không em quay đầu khỏi nói nhiều, không em quay đầu trả đủ tiền cho anh em khỏi lu bu. Bao anh em ráp luôn đó. Còn anh em thấy ba cái nhớt đen này anh em tưởng cái gì phải không, nè mình lấy tay mình quẹt cho anh em coi một miếng nè, nó tự tột luôn nguyên mãn luôn nè thấy không. Nhớt đen nè, cái dạng như nó áo thôi. Mình không muốn vệ sinh, anh em nào mua mình mua, anh em mà nào mua muốn vệ sinh mình, muốn mình vệ sinh cam cò sạch sẽ, vệ sinh bên ngoài mình sẽ vệ sinh cho anh em, thêm cho mình 100.000 nha, tại vì làm cái này hơi lâu. Nếu mà muốn vệ sinh á, mình sẽ mở nắp cánh bướm, nắp tròn ra, mình vệ sinh sạch sẽ là từ trong rồi nè, cam cò nè, chảo chiếc đồ nào là mình vệ sinh sạch trắng bóc cho anh em luôn, về với việc ráp thôi là thêm cho mình 100.000 là 2,6 triệu. Rồi bao đẹp, cam cò không đẹp cho khỏi bán, đã kiểm tra rồi khỏi có nhảy múa đó. Cái gấp quay 110 này anh em nào lấy thì 3 triệu mình mới giao được, cái gấp này đẹp như cái gấp tồn vậy đó. Không có gì mà bàn cãi luôn nha, tới cái chỗ bát tăng sên chưa chạy luôn nha. Cái gấp này nó đẹp hoàn hảo luôn nha anh em, nó đẹp hoàn hảo nha. Không có gì mà bàn nha anh em, đẹp hoàn hảo đó. Cái gấp này là chỉ có thua tồn thôi anh em, gấp theo xe này chỉ thua tồn thôi chứ thua cái gấp nào chân, tôi tuyên bố với anh em luôn. Tôi nhớ chấm mực vàng ở đâu đây, còn nè, còn mực vàng luôn nè. Cái gấp này 3 triệu em mới giao được,
anh em nào chơi thì alo. Đẹp hoàn hảo từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới ha, 3 triệu. Đây em có một cái bát nạ càng quay thái 2.4. Rồi này mình chưa vệ sinh, càng là bao kêu anh em kêu to nha, càng chưa chỉnh luôn nha, thấy vậy nha, chứ rửa ra là xanh đồng súng nha anh em. Đó còn mấy thôi, để đi, mình trưa nay mình rửa mình quay clip lại sao, quay clip lại mình test ngon, mình bán bát nạ càng 500 mà. Đây càng chưa chỉnh đó, thì bây giờ mình bán như vậy nè, về anh em tự xử. Có hang ốc bắt bát nạ đầy đủ là 200, còn khi mình vệ sinh mình test càng đồ đẹp đẽ là mình bán 500 nha. Nói trước à, gắt máy với chống nghiêng quay thái 2.4, tháo xe ô đô 14.000 nè, nước sơn zin còn đen. Được một cái là cái cây chống nghiêng này nè, ăn tiền ở đây nè, chống nghiêng lò xo ốc tán nè, thấy anh em đừng tưởng nó bị đen nha, cái lò xo này anh em xịt miếng dầu vô lỡ lên cái ánh 7 màu liền, thấy không, lò xo này không có đen đâu nha anh em, nó dơ thôi. Chống nghiêng cái chữ V nè anh em thấy không, chống nghiêng này theo xe nha anh em, theo xe quay thái 2.4. Cây gác máy này em bán 800 á, gác máy chống nghiêng á. Nè cho anh em coi, chưa từng mở ra luôn nè, mực dép lai màu xanh xanh còn nè anh em thấy không. Nè thấy không, mực dép lai xanh xanh còn, chưa có dấu mở luôn nè, chưa có dấu mở ra luôn nè, thấy không. Cây chống nghiêng này dưới đế là chưa mòn đít luôn. Nó chuẩn đồ hồi xưa á, là cái chống nghiêng á, nó ở giữa này nè, nó lõm lõm hổm hổm vô nè. Và hai cái góc bên này nè, anh em nhìn dễ biết lắm, hai bên mép bên này nè, nó bo tròn, dày lắm, nói chung dày lắm. Chống nghiêng theo xe còn như mới luôn. Ô đô xe 14.000. Ô đô xe đi 14.000. Dày cui. Đó, gác máy chống nghiêng 800, anh em lấy cây chống nghiêng này, lấy lẻ cây chống nghiêng này là 500. Đó, lấy lẻ cây chống nghiêng này là 500.000. Nè, bàn đạp của người ta nó đẹp không? Như bàn đạp dịch chứ thấy không? Ừ. Đó, lấy lẻ cây chống nghiêng với lò xo ốc tán này thì em bán 500.000 ha. Chống nghiêng lò xo ốc tán là bán 500.000. Đó, anh em nào chơi thì alo. Còn cái gác máy này anh em mà xài cho Alpha là hết thuốc, tại vì Alpha nó không có cái nguyên cái thanh sắt này đâu. Đó, 2.4 thì nó cải tiến là nó có nguyên cái thanh sắt này nè, quay tới 2.4 nó đắp từ dưới này đắp lên đây rất là cứng. Đó. Thì anh em mình chơi alo, gác máy chống nghiêng 800. Đó, chống nghiêng lấy lẻ 500 nha. Ghi đông quay thái 110. Thắng đùm đời 99. Đời 99. Cây này giá 700.000 nha. Đó. Sơn zin đẹp. Đóng bụi luôn, để hổng rài. Sơn zin, ốc tán được còn màu mè còn con ok lắm. Gù lỗi đó trọng đầy đủ hai bên nha. Bao tay riêng theo xe mà tầm này riêng gì. Rồi mình bán 700.000 ha. Đây có măng măng đây chút không thành vấn đề. Ngay thẳng không công quên ha, không lỗi ha, 700. Ốc chọt sò khỉ đầy đủ. Gác máy quay thái 2.4 900. Gác máy quay thái 2.4 này, ý xin lỗi anh em nha, ghi đông quay thái 2.4 900 là luôn top tay nè. Tay thắng rim theo xe luôn nè. Bao tay rim theo xe, đặc biệt gù nó rất là đẹp anh em. Gù nó còn đen thui, gù zin theo xe còn đen thui. Cặp gù này anh em cầm tiền mình tháo ra mình bán quay thái 110, mình bán anh em 500-700 ngàn cái luôn. Đúng không? Chứ giờ gù theo xe quay 110 sơn zin làm gì có cửa được vậy. Đó, mình tháo ra mình bán cặp gù 500-700 ngàn quá luôn. Đó. Rồi cây này 900 ngàn ha, anh em cần alo. Rồi video mình cũng kết thúc tại đây ha, anh em có nhu cầu liên hệ. 4 sợi dây của quay thái 2.4 này, dây ga, dây thắng như km, anh em lắp cho Alpha là hết bài. 4 sợi 500 ngàn bao VIP. Rồi chào anh em nha.